những ngày kỷ niệm anh đều quên, ngày nào anh cũng quên hết đó. Không phải anh quên đâu, mà tại vì anh quên ghi thôi. Em thấy không, anh có ghi đầy sổ mà. Đầy sổ cái gì vậy? Thì nói cho anh biết nha, anh đã quên nè. Kỷ niệm một tháng chúng ta kết hôn anh cũng quên. Kỷ niệm 100 năm yêu nhau anh cũng quên. Hả, 100 năm luôn hả? Lộn, kỷ niệm 100 ngày yêu nhau anh cũng quên. Rồi ngày hôm nay là kỷ niệm 1000 ngày chúng ta tỏ tình với nhau anh cũng quên là sao hả? Tỏ tình à, anh xin lỗi vợ nha, tỏ tình cái nha. Cái gì anh cũng quên nữa đâu, gì mà anh nói anh yêu tôi không có thành ý. Anh yêu em thiệt mà, anh không yêu em, anh kêu má anh qua cưới em làm gì? Tôi không chịu nổi nữa, như vậy là quá đủ rồi. Đến giờ phút này là tôi cảm thấy quá đủ rồi, ly dị đi. Không được đâu em, cái từ ly dị nó nặng lắm. Cái từ ly dị làm gì nặng, tôi nói ly dị đó rất là nhẹ. Không được đâu, anh thương vợ mà, giờ bỏ qua cho anh đi. Anh không muốn vậy đâu, mà tại vì anh bị quên thôi. Anh sẽ cố gắng, anh quan tâm tới những ngày hắn mình yêu nhau nhiều hơn. Anh sẽ cố gắng nhiều hơn mà, bỏ qua cho anh đi nha vợ nha. Anh hứa sẽ yêu em nhiều hơn. Hứa thiệt không đó? Anh thề luôn á. Hứa nha. Anh ai xì que luôn. Anh xì que là anh nhớ que đó. Anh nhớ que luôn á, yên tâm nha. Lần này là coi như là em mở lòng rộng lượng, tha thứ cho anh một lần. Một lần duy nhất trong cuộc đời này anh còn sót lại thôi đó. Là từ đây về sau không có lần nào nữa đó. Lần sau mà có vậy là ly dị thiệt đó. Cứ phải dùng biện pháp mạnh như vậy thì mới trị được ổng. Chuyến này là đòi cái gì cũng được hết. Chào. Ủa, dậy về hả? Em vô tắm rửa thay đồ đi rồi mình đi nha. Ủa, đi đâu? Trời ơi, thì hồi tối qua anh nói với em rồi mà, hôm nay đi sinh nhật má. Ôi chết cha, em quên luôn á. Vậy mà hồi sáng giờ anh tưởng em đi mua quà sinh nhật cho má chứ. Đâu có đâu, em đi mua quà sinh nhật cho bản thân em. Em nói cái gì vậy? Ôi chà, anh kỳ ghê luôn á. Em đã nói em không nhớ sinh nhật của má rồi, làm sao nhớ mua quà cho má. Anh nhớ anh không chịu mua đi. Nè vợ, ủa, làm gì nhìn em dữ vậy? Ngồi xuống. Nè, để em tính cho. Một lát nữa anh chở em qua sinh nhật của bạn em. Trong thời gian em ăn tiệc bên đó, anh chạy đi mua quà cho má. À, mua quà cho má là mua mấy cái đồ rẻ rẻ chút xíu á. Má không có xài đồ mắc tiền đâu nha, má còn má la nữa. Sau khi mà em ăn tiệc xong á, anh chạy qua anh rước em, rồi hai đứa mình đi qua sinh nhật của má nha. Em có biết là hồi nãy giờ em đang nói gì không vậy? Thì em đang tính đường rất là tiện cho hai vợ chồng mình tối nay. Bạn của em thì còn có gia đình của người ta, má là chỉ có một mình anh với em thôi đó. Ủa anh sao vậy? Tự nhiên anh nghiêm trọng quá vấn đề vậy. Em thấy bình thường có gì đâu. Mình đi qua sinh nhật của má là đi trễ chứ không phải là không đi. Mà bây giờ em mà không đi sinh nhật của bạn em là nó giận em cả đời á. Đời em có mấy đứa bạn đâu. Nhưng mà anh chỉ có một người má thôi đó em. Dĩ nhiên anh có một người má rồi. Không lẽ em có hai người má. Anh sao vậy? Em tính vậy là quá tiện rồi nha. Nè giờ giờ. Hả? Ngày hôm nay, giây phút này anh mới có được một cái cảm giác là em quá ích kỷ luôn đó vợ. Em không bao giờ em nghĩ tới cảm xúc của anh. Em không bao giờ em hiểu được anh muốn gì và gia đình này cần cái gì. Em chỉ nghĩ cho bản thân em thôi à. Ủa nè nè, em thấy chuyện rất là bình thường luôn. Tự nhiên lớn tiếng anh cao có với em là sao hả? Anh không lớn tiếng với em. Anh đang nói cho em hiểu rằng là hôm nay sinh nhật của má, và má chỉ có một mình anh với em thôi. Ủa sinh nhật của má em vẫn đi mà, chứ phải em không đi đâu. Hôm nay thật sự anh có một cái cảm giác là em rất là vô tâm và em quá ích kỷ đối với anh đó vợ. Ủa anh sao vậy hả? Ủa em muốn đi sinh nhật của bạn em thôi mà anh nói em ích kỷ là sao hả? Ở nhà em bắt anh làm cái này, bắt anh làm cái kia. Có bao giờ em hiểu được cái cảm giác của anh chưa? Bây giờ anh muốn cái gì đây? Anh đang muốn nói cho em hiểu về cái cảm giác của anh mà thôi. Em quá ích kỷ. Nếu anh cảm thấy anh không vừa lòng với em, cái cách sống em vậy, anh nói anh em vô tâm, em hời hợt, em ích kỷ gì đó, thì thôi ly dị đi. Anh sẽ làm những gì em muốn. Anh dám. Nè, anh dám ly dị với tôi hả? Quá đáng thiệt mà. Alo. Mày hả?
chồng tao đòi ly dị với tao kìa. Lát nữa tới sinh nhật qua đi tao kể mày nghe. Cái gì? Bữa nay chồng mày ở nhà nên mày phải ở nhà nấu cơm cho chồng mày hả? Ừ vậy thôi, bữa khác nha. Ừ. Alo Hồng hả? Chồng tao đòi ly dị với tao kìa. Một lát nữa tới sinh nhật qua đi tao kể mày nghe nha. Hả? Chở con đi khám bệnh hả? Vậy là mày không đi hả? Ồ vậy thôi, có gì bữa khác tao kể. Ồ thôi nha. Alo Vi hả? Chồng tao đòi ly dị với tao. Một lát tới sinh nhật qua đi tao nói mày nghe. Mày đang đi đám giỗ bên nhà chồng mày hả? Ồ vậy thôi, để có gì bữa khác tao tâm sự với mày. Thôi nha. Sao lúc cần thiết á bạn bè ai cũng bận hết vậy? Đây, em ký tên đi. Anh làm thiệt có hả? Đây là những gì em muốn đó, em ký đi, đơn ly dị đó vợ. Là anh muốn ly dị với em thiệt đó hả? Em muốn mà. Tại sao bạn bè của em lại tôn trọng bạn bè em, mà má của anh á là chỉ có anh với em thôi, mà tại sao em không tôn trọng má anh? Em chửi anh làm sao cũng được, em bắt anh làm cái gì cũng được, nhưng em phải tôn trọng má anh chứ. Nhưng mà vậy anh muốn ly dị với em thiệt hả? Là anh làm theo những lời anh hứa với em đó vợ. Hứa gì? Anh hứa là anh sẽ nghe lời em nói bất cứ điều gì anh cũng nghe hết. Và hôm nay em muốn ly dị, anh đã làm đó vợ. Thôi mà, em xin lỗi mà. Tại sao vậy? Em biết em sai rồi. Em biết là em vô tâm. Em biết là em ích kỷ. Em không nghĩ cho anh, em không nghĩ cho má. Em biết lỗi rồi mà, đừng có ly dị mà. Em hứa từ đây về sau em sẽ quan tâm lo lắng cho anh, lo cho cái gia đình này. Em sẽ lo cho má, em sẽ thương yêu má mà. Em hứa. Em nói á, ngày hôm nay những gì thì em phải nhớ nha. Đừng bao giờ chọc anh như vậy nữa, hiểu không? Em không có chọc anh nữa, em hứa đó. Anh đừng ly dị nha. Xé nha. Vậy nha. Thôi được rồi, đừng có khóc nữa. Mỗi lần mà em khóc á, anh sợ lắm biết không. Bây giờ đơn giản thôi, anh chở em qua bên bạn của em, anh sẽ chạy đi mua quà sinh nhật cho má. Thôi bây giờ anh đi vô thay đồ, xong rồi anh chở em đi mua quà cho má, xong rồi mình qua sinh nhật má. Còn bạn em á, em gửi quà sau cũng được. Trời, bạn bè mà mất đứa này còn đứa khác, còn má có một à, mất má là không còn luôn á. Hả? Em nói gì vậy? Không, ý em là má chỉ có một thôi, mình không có hai má, mình không thể nào mất má được nha. Bây giờ đi thay đồ đi rồi mình đi sinh nhật má nha. Nhanh lên.